Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải thì nội dung trong video này mình sẽ tiếp tục cập nhật về thông tin về Sidera nha các bạn thì hiện tại Sidera đã cập nhật một cái app mới rồi nha các bạn hiện tại thì các bạn vào app á, các bạn đã khai thác bình thường rồi nha không còn trở ngại gì nữa nha các bạn còn nếu bạn nào vào app không được thì các bạn có thể khai thác trên web nha rồi tiếp theo đó là các bạn kéo xuống dưới nè, hiện tại nó đã có một cái cập nhật mới nha các bạn Đó là trạng thái KIC nè, nó hiển thị trạng thái KIC của chúng ta ở đây Ví dụ như mình là trạng thái KIC đã được xác nhận nè các bạn nè Còn phía bên phải đây á, là nó đề giới thiệu là 554 nè à, Có nghĩa là mình đã giới thiệu được 554 người bạn vào uh, đó là khai thác CDRI nha các bạn Rồi tiếp theo đó là ngày tham gia nè các bạn nè, đó là mình tham gia vào ngày uh, 13 tháng 10 năm 2022 nha rồi các bạn kéo xuống bên dưới nè, đây là dữ liệu ngồi chuỗi, tức là cái dữ liệu mà chúng ta đang khai thác ở phiên bản mới nhất hiện tại nha. Thì uh, khi mà mình cập nhật phiên bản mới thì hờ, hôm bữa đến giờ mình đã khai thác được 8 cái đồng ra trong vòng 4 ngày nha. Uh, tổng số sự kiện là các bạn nào là bốn nha, tức là mỗi một ngày chúng ta chỉ khai thác được hai cái đồng ra nha các bạn và không phân biệt đó là có mời bạn bè hay không ai cũng vậy các bạn mời nhiều bạn bè hay là mời ít bạn bè hay là không mời bạn bè đi chăng nữa thì mỗi một ngày một người cũng chỉ khai thác được tối đa đó là hai cái đồng si ra mà thôi rất công bằng nha các bạn rồi tiếp theo là các bạn kéo xuống phía bên dưới nè rồi ở đây thì nó có dữ liệu mạng thử nghiệm này các bạn nè, thì uh, tức là đây là cái mạng mà chúng ta khai thác trên cái app CDRa cũ nha các bạn, thì nó đã tính toán và nó trả tất cả những cái cái đồng ST tức là CDRa token về cái mạng thử nghiệm này, uh, thì tổng số sự kiện là tức là cái mà uh, cái số phiên khai thác của chúng ta khai thác được và như mình là khai thác được 296 phiên nha các bạn rồi như các bạn đã thấy thì phía bên dưới nè cái nhiệm vụ của nhóm sierra nè hiện tại đó đã có hiện thêm một cái tích xanh rồi nha các bạn đó là hiển thị đó là bắt đầu yêu cầu mã thông báo xác thực nè các bạn nè rồi tiếp theo đó là nói chung là năm cái mục mà năm cái mục đầu tiên nè là nó đã hiện xanh như là tạo ví nè rồi tính tốn các sự kiện trước đó nè rồi di chuyển sierra bôn nền tảng mới nè rồi tính tốn phần thưởng giới thiệu nè rồi bắt đầu yêu cầu mã thông báo xác thực và kế tiếp á, thì đội ngũ sẽ làm những cái nhiệm vụ như sau đó là tạo khối nè tạo thuộc toán để chuyển từ Nét sang mainnet nè rồi xác minh b2b nha các bạn chúng ta còn một bước xác minh nữa đó là xác minh b2b nha còn cái bước xác minh b2b này á, là như thế nào và xác minh như thế nào á, thì chúng ta phải chờ thông báo chính thức thì chúng ta mới biết được nha hiện tại là chưa chúng ta chưa biết được xác minh b2b à, với cái hình thức như thế nào nha các bạn rồi cái bước tiếp theo đó là tính giá. Rồi khi mà những cái đồng CDR của chúng ta được trả sang mainnet á, thì chúng ta sẽ có thể giao dịch nhau và cái giá à, khi mà lên sàn nó sẽ có một cái giá khởi điểm nha các bạn. Còn khi mà lên sàn xong á thì cái giá trị của nó bao nhiêu á, là do thị trường quyết định nhu cầu thị trường nha. Rồi cái cuối cùng á là trao đổi mã thông báo xác thực sang CDR coin này các bạn nè. Tức là khi đó là chúng ta có thể chuyển nhận luôn nha các bạn. Đấy hiện tại thì chúng ta đã có cái cập nhật một cái giao diện mới rồi còn phía trên này thì nó có cái mục ví nè thì các bạn bấm vào các bạn nào chưa tạo ví thì tạo ví nha còn cái mà ý tưởng nè thì khi mà các bạn bấm vào cái ý tưởng thì ở đây nó sẽ hiện ra những cái bài viết về cái ý tưởng của ra thì các bạn có thể đọc để mà biết thêm chi tiết nha các bạn rồi phía bên dưới đó là cái mà trò chuyện nè thì ở đây có cái mục trò chuyện thì các bạn có thể vào đây để mà trò chuyện hoặc là hỏi đáp nha các bạn nhưng mà mình thấy cái này nó cũng không cần thiết đâu các bạn rồi cái mục kế tiếp đó là sổ cái nè thì uh, khi mà các bạn bấm vào đó, thì nó sẽ hiện ra tất cả những cái um, đó là giao dịch nó trả những cái đồng sidra uh, nè đây các bạn thấy không đồng xu là hai 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 hết nha các bạn thì nó trả về ví nè tức là uh, đây là những cái đồng xu mà những người khai thác được mỗi một ngày là chúng ta khai thác được hai cái đồng xu đó và hiện tại thì nó chưa có uh, mainnet nha các bạn cho nên chúng ta chưa thể nào mà tra được ví dụ như là cái uh, uh, tài khoản hoặc là cái địa chỉ ví đó có bao nhiêu coi giao dịch như thế nào thì hiện tại chưa đó là tra khảo được nha các bạn thì nói tóm lại hiện tại là uh, cái app Sidera chúng ta đã khai thác bình thường rồi các bạn và hiện tại nó đã hiện lên có cập nhật trạng thái xác nhận KIC nha đây là một cái cập nhật mới nha các bạn rồi và đến thời điểm hiện tại bạn nào vẫn chưa tạo ví á, thì các bạn nên tạo ví càng sớm càng tốt nha các bạn các bạn tạo một cái ví trên chuỗi ra nha à, nói chung cái 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 ví á, các bạn liên kết với ví metamask thì bạn nào rành thì các bạn có thể liên kết và mình cũng đã hướng dẫn các bạn rồi nha các bạn có thể xem lại còn bạn nào mà không muốn liên kết với metamask thì các bạn chỉ còn tạo một cái ví duy nhất thôi một cái ví duy nhất đó là trên chuỗi ra thôi nha, các bạn cũng được nha các bạn không cần phải liên kết với metamask còn bạn nào muốn liên kết thì liên kết cũng không sao cả rồi video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và wow, quả wow, chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.